Trong con hẻm nhỏ, hai đứa nhỏ vừa học vừa chơi trước cửa nhà thì bất ngờ chiếc xe hơi màu trắng lùi nhanh tới. Tình huống sau đó khiến cho người xem không khỏi rùng mình. Vụ việc là lời cảnh báo các tài xế lùi xe trong hẻm nhỏ, hẹp, có nhiều điểm mù, đặc biệt khu dân cư sẽ có trẻ em chơi trước cửa nhà. Tình huống được ghi lại cho thấy, hai cháu bé đang ngồi trước cửa nhà thì bất ngờ chiếc xe màu trắng lùi nhanh tới, ủi bay bộ bàn ghế hai đứa trẻ vừa ngồi. May mắn, trước đó vài giây, bé lớn đã đi vào trong nhà. Trong khi đó, bé nhỏ hơn đu sát cửa nên không có thương vong xảy ra.